Rồi mến chào toàn thể quý vị các anh em đang theo dõi trên kênh YouTube của mình nhá. Video này thì em sẽ có một số cái món đồ giảm giá chiên tới các anh em trong tháng này với mức giá rất là tốt và đảm bảo các anh em rằng sẽ không ở đâu có với cái mức này. Và những cái mức này thì khi mà các bác anh em mà chơi thì sẽ không giờ phí đâu ạ. Và đồng thời thì sẽ có cập nhật thêm một số cái mã hàng, những cái hộp loa từ Mỹ về trong đợt hàng lần này gửi tới các anh em đam mê trên toàn quốc đang theo dõi. Và cặp loa thứ nhất đầu tiên thì em giới thiệu cho cả nhà. Chúng ta đang được nhìn thấy cặp loa JBL Modern 4410 dòng monitor phòng thu đấy quý vị. Cặp này thì quá là quen thuộc rồi. Sập đâu cũng thấy, sập đâu cũng ra. Quan trọng là tuyến loa đẹp. Gần như là đẹp xuất sắc. Thùng gỗ lạng, loa này rất dễ đánh. Chất âm thì quá tuyệt vời rồi trong tầm giá. Các driver sử dụng chung đời với rất là nhiều các cái dòng loa cao cấp có giá rất là cao trên thị trường. Cặp loa này có mức giá giao lưu từ các anh em 16.500.000 nha các bác. Rất dễ đánh. Rồi tiếp theo giới thiệu tới cả nhà cặp loa đến từ thương hiệu Kèn Vàng. Đây là chính là cặp loa Roger Solab hay viết tắt gọi là GSM. Cặp loa này thuộc sản phẩm của hàng Mỹ Nòi với cấu hình 3 đường tiếng bass 30 lòng vàng đặc trưng. Loa mid 12 dạng toàn dải và dải cao là cái kèn dạng kèn gang nha các bác. Phía sau của cặp loa này sẽ có hai volume chỉnh cho dải mid và dải chép. Đối với dòng loa này thì có thông hơi phía trước. Chúng ta cùng nhìn cái tuyến loa. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy nó hơi bẩn. Thực ra đây là do cái từ bên chủ cũ họ dùng từ bên kia về, nên là mình cũng không can thiệp. Quan trọng là tuyến loa và cái phần màng loa này nó đều màu và đẹp các bác nhá. Dạng như kiểu thủ công họ phết bẩn đây. Đấy. Những cặp loa này thì so với độ tuổi thì cũng cỡ khoảng 45 đến gần 50 năm rồi các bác. Những cặp loa này thì cho phép chúng ta phối ghép tốt với nhiều các dòng âm ly, đài âm ly, receiver, xuất âm tụ. Những dòng loa này độ nhạy rất là cao, dễ đánh. Chúng ta chỉ cần những âm ly khoảng từ 20-30W là đã có thể khai thác với những cái dòng loa như thế này. Và cặp Roger Solab GSM này có mức giá trong video ngày hôm nay gửi tới các anh em là cực kỳ tốt, với mức giá là 11.800.000 đồng. Không thể có đâu có được cái cặp loa tuyệt đẹp mà giá như này nhá. Đấy, tri ân cho các anh em trong tháng này. Toàn bộ thùng loa là gỗ lạng. Đấy, chất chơi chưa. Rồi tiếp theo là cặp loa thì em đảm bảo với nhiều các anh em yêu nhạc, có thể đây sẽ là lần đầu tiên các bác được nhìn thấy cặp loa này. Đấy, em thì đây là lần thứ hai. Rất là may mắn đây là lần thứ hai. Cặp loa Omega Centurion Modern 11. Đấy, rất là hiếm. Cách đây khoảng 5 năm thì em có gặp nó về trong một lần hàng Mỹ gửi về. Và sau bây giờ mới có thể gặp lại em nó. Rất là may mắn. Cặp loa này thì trước hết cái phần thùng loa, toàn bộ thùng loa là gỗ lạng và rất là nặng. Các bác thấy cặp Big Venturi nó trâu bò nó nặng sợ như thế này. Nó sâu 40 mà thằng này nó to gần bằng thằng đó. Gần bằng thằng Big Venturi. Đấy, cặp Omega này thì sử dụng cấu hình bass 30 lòng vàng nha các bác. Loa mid 17. Một loa mid giải cao 10 cm và loa chép dom phía trên có đường kính là 10 cm. Ở phía trước mặt thì sẽ có hai volume chỉnh cho tăng giảm mid chép. Có một cái dơ le đỏ ở đây. Đấy, dơ le bảo vệ. Cặp loa này cho cái chất âm nó rất là tuyệt vời. Bass rồi mid của Mỹ, chép ở phía trên thì hãng đặt Philips làm, Philips Hà Lan đấy. Rồi còn cái loa mid này thì đặt Đan Mạch làm. Cái loa mid này nó xài chung với đời dòng loa high end Thiel đó quý vị. Thiel CS2 và 2.2 là sử dụng cái loa mid đó, nên là cặp loa này khỏi cần phải nghĩ về chất âm. Em bao hay cho các bác nghe. Omega Centurion cặp này tuyệt vời lắm, tiếng rất là hay. Có mức giá là 15.500.000. Giao lưu với các anh em một cặp duy nhất thôi, rất hiếm. Rồi tiếp theo là cặp loa quá là quen thuộc, 2 năm mới gặp lại, Venturi, Big Venturi Formula 6.
làm rất là dị dạng, cái đầu đưa ra phía trước thế này. Bát 30 thân phải tẩm dầu. Với loa mic 12, hai loa chép kiềng đỏ mỗi bên, hai loa ống kèn, kèn gang ở phía trên. Có một volume chỉnh ở phía trước. Loa này hậu sâu 40 nha quý vị. Rất là nặng. Cặp này thì kết hợp cho các anh em chơi vừa nghe nhạc và vừa karaoke. Công suất rất là khủng, chơi từ 50m2 trở lại. Đánh bass rất là nặng bởi cái phần thông hơi ở phía trước được hãng làm dạng mai trận chữ L. Đấy. Cặp này còn các tuyến loa còn rất là đẹp nha các bác. Có mức giá là 16.500.000, về được duy nhất một cặp. Tiếp theo là cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer từ Mỹ về. Pioneer CS88 thùng gỗ lạng, độ nhạy cao. Cặp loa rất là đẹp với phần e-căng cổ điển thế này, dành cho các bác thích mộc. Nếu mà các bác không có điều kiện hoặc là không muốn đầu tư quá nhiều về dòng loa này thì chúng ta chơi cặp này. Cái này thì chúng ta biết rồi, nó có hai đời. Một đời là CS88A là bát vàng, cái đó thì nó mắc lắm, bây giờ nó cũng gần 30 triệu rồi. Chúng ta nếu mà không có điều kiện thì chúng ta có thể chơi sang cặp trơn như thế này, gọi là 88 trơn. E căng đẹp liền lạc, nói chung là không có một cái lỗ nhỏ nào luôn trên cái e căng này, e căng gỗ đấy. Cặp này thì sử dụng cấu hình ở đây là bát 30, một loa mid dạng toàn dài 12 cm, hai loa chép giấy phía trên và ở giữa thì có một loa còi rất là lớn, phía trước thì có thông hơi. Đối với dòng loa này thì phù hợp với các bác thích nhạc vàng, thích chất âm mộc mạc, thích hoài niệm và thích trưng bày với băng cối rồi đĩa than. Dòng loa này thì độ nhạy rất là cao, hơn 100 decibel, quý vị có thể ghép với đa năng rất là nhiều các cái âm ly vân vân. Cặp loa này có mức giá giao lưu với các bác anh em đang theo dõi 12.500.000. Tiếp theo là em giới thiệu cho cả nhà hai món sản phẩm mà có mức giá đang giảm giá để giao lưu với các anh em. Thì trước hết đây là cặp loa DLK, một sản phẩm nội địa nòi của Mỹ. Sử dụng cấu hình ở cặp loa này là hai bát 20, củ nó đã rơi vào 15 rồi đó quý vị, 14-15 cm này. Đấy. Hai bát thật nha quý vị. Con này đánh dải trầm nó xuống rất là sâu, êm lắm. Dải cao là loa chép Mexico. Đây là cái đời chép xài chung với Big Venturi này, xài chung với Marang, xài chung với Altec. Nên là còn chờ đợi gì nữa ạ? Quá là tuyệt vời. Cặp loa này có mức giá là 7.500.000, giảm 1.000.000 cho các bác anh em. Thu vốn đấy. Giao lưu cho các bác anh em không lợi nhuận luôn. Thùng tuyệt vời này, thùng gỗ lạng rất nặng. Còn 6.500.000. Công suất là 80W nha quý vị, đánh các dòng âm ly receiver, các dòng âm ly Nhật, đánh sò sắt cho chất âm rất tốt. Em bao hay cho các bác anh em cặp này. Tiếp theo là cặp loa từ Mỹ, ESS Tangra 310A, sản xuất tại Mỹ. Đấy, có hai volume chỉnh cho loa mid và loa chép. Sử dụng cấu hình bass là 25 gần mút. Cặp này thì tiếng cũng rất là tốt. Đấy. Chép họng cả còi này sử dụng dòng chép phíp nha quý vị. Mid 12. Cặp loa ESS này giảm giá còn 5.500.000, giao lưu với các bác anh em. Như vậy là em đã giới thiệu cho cả nhà những cái mẫu loa hiện tại đang có và mới về, cập nhật cả những cái dòng loa rất là hiếm như Omega, hay là dòng loa rất tuyệt vời đang hot là Big Venturi, cho phép chơi công suất lớn vừa nghe nhạc và vừa hát hò, mà và trong cái điều kiện cấu hình như này thì đã rất là tuyệt vời khi mà so với những cái mặt hàng trên thị trường. Chúng ta so với Pioneer, so với những dòng như JBL thì em nó chơi rất là đa năng và đậm chất Mỹ. Đấy, hay là Pioneer nó thích hoài cỏ, Pioneer CS88, hoặc là nhẹ nhàng Bolero thì có GSL, hoặc là nghe những cái bản nhạc đòi hỏi độ tiết tấu nhanh, uy lực thì chơi dòng monitor như thế này. Rồi cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian theo dõi. Các anh em ưng cặp nào liên hệ ngay cho em để đặt hàng.
ship hàng toàn quốc cho các bác anh em. Em xin dừng video ở đây. Cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian theo dõi nhé. Thân ái và chào tạm biệt trong những video tiếp theo.